Xin chào cả nhà, ngày 8 tháng 3 sắp tới rồi và chắc hẳn là chị em phụ nữ sẽ có rất nhiều những cái điều mong muốn đối với các đấng mày râu, đặc biệt là chồng hay là bạn trai của mình. Vậy thì đối với các đồng nghiệp nam nơi mà các bạn làm việc suốt 8 tiếng đồng hồ mỗi ngày thì sao? Ngay sau đây hãy cùng theo chân tôi để đột nhập văn phòng Asahi Japan, lắng nghe những cái điều mong muốn các chị em phụ nữ từ phái mạnh Asahi Japan nhé. Vâng, 8 tháng 3 sắp tới rồi thì không biết là bạn có những mong muốn gì từ các đấng mày râu Asahi Japan không ạ? Mình nghĩ là một từ thôi, đó là chu đáo. Ngày 8 tháng 3 sắp tới thì không biết là em có những cái mong muốn gì muốn gửi tới phái nam của Asahi Japan không? Dạ, em muốn các anh ga lăng hơn ạ. Nice. Ôi, để anh. Rồi, đợt này anh tập gym nên là cũng hơi khỏe một chút. Sắp tới rồi thì không biết là có mong muốn gì với phái nam của Asahi Japan không? Phái nam của Asahi à? Thế thì trước tiên là phải thật là tốt bụng và đẹp trai.